Chiều ngày 1 tháng 8, Ủy ban nhân dân quận tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm chức vụ trưởng ban quản lý chợ Bến Phà. Tới dự có đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Theo quyết định số 1255 ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng chí Vũ Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trảng Minh được Ủy ban nhân dân quận tiếp nhận điều động đến nhận công tác tại ban quản lý chợ Bến Phà, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng ban kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Theo quyết định số 981 ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Vũ Văn Tiến được chỉ định giữ chức vụ Bí thư chi bộ Ban Quản lý chợ Bến Phà nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận và đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Văn Tiến. Chúc mừng đồng chí Vũ Văn Tiến, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nguyễn Phong Doanh mong đồng chí Vũ Văn Tiến ở môi trường công tác mới tiếp tục rèn luyện phấn đấu xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Bến Phà. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Văn Tiến khẳng định sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, đoàn kết cùng tập thể ban quản lý chợ Bến Phà, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao.